Nước gì bây giờ? Đâu, nước cho xem với. Biết uống nước nào ngon đấy. Trên này á? Nước ngọt này. Thế còn ăn thì có cái gì ăn? Uống nước rồi nhỉ? Nhưng ở đây không có nước mía, uống nước nhỉ? Nước là nước trên này thôi chứ gì? Không còn. Không có nước tự pha kìa. Có nước pha mà. Trà đào với lại soda. Với trà đi. Đằng trà nhá. Đây mình ngày nào mình cũng bán ở đây à? Bán cả ngày mà. Cả ngày luôn á, một mình á? Cô chủ lên à? Đây là quán của mình luôn hay là của họ thôi? Của họ à? Vậy đây là giúp họ bán thôi chứ gì? Nay thì chứ đang ở khu vực Đồng Văn. Giờ là anh em sẽ ở đây uống một cốc nước đã, rồi bắt đầu là sẽ di chuyển sang chỗ khác để anh em bắt đầu cùng chứ trải nghiệm nhé. Ở đây có đông đông khách lắm không? Bình thường á. Em là vào học ở đây hay thế nào? Sang đây này không học nữa à? Học xong rồi à? Cùng đứng lên một lớp á. Nhưng mà là học ở Sùng Trái nhá. Có phải đâu. Thế sao không học nữa? Lại bỏ đi đi làng à? Không thích học nữa à? Mẹ không cho học sao lại cho đi làng này? Thế nếu như mà mẹ cho học thì có học hay là vẫn muốn đi làng này hơn? Cho học thì vẫn học à? Cho học thì vẫn học à? Nếu đi làng này là mình phải lấy tiền về cho gia đình chứ nhở? Không lấy đi cho gia đình thì lấy đi cho ai? Ủa thế khổ nhở? Mà bây giờ mấy tuổi rồi em ạ? 20 á? 20 mà. Thế làm gì chưa đến? Con chưa vào chưa hết, chưa học lớp 9 mà 20 ai tin được. Không tin thôi, mà. Anh hỏi thật đấy. Đúng rồi, em 16. 16 à? 16 sao lại đang trẻ mà không thích đi học đúng không? Thích đi thì bố mẹ có cho đi đâu. Bố mẹ không cho đi thì mình vẫn đi. Có sao đâu nhỉ? Bây giờ mình đi học thì mình vừa đi học vừa làm vừa học vẫn được mà. Trước anh học ở đây em cũng thế đó. Đó là quyền của mình chứ. Bố mẹ là sao có cái quyền quyết định cho con không con cho con đi học? Xin bố mẹ rồi. Trên vùng cao mình thì nó hay có cái chuyện là con trai được đi học nhiều hơn đúng không? Thế gia đình là chị có mỗi em hay là còn em trai hay anh trai nào nữa? Thế hai em đấy có được đi học không? Có. Có à? Thế em không được đi học sao lạ đấy? Có khi là em không muốn đi học đúng không? Không, em muốn đi nhưng mà có được đi. Thế bây giờ uống nước này nha các bạn nha. Đây nước của chúng ta đây. Hôm nay thì chứ lên thị trấn gửi cái phone của bên G1. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ uống nước cùng với một anh bạn đang ngồi này. Mà sau cái đeo cái khẩu trang là cái gì? Uống nước đi. Đấy, mấy bạn uống nước nha. Ủa này cái thiệt đẹp quá chưa. Ôi, sao này. Ôi, này yếu thế này.